Xin phép là làm rồi. Làm luôn cái phóng sự anh Minh Dưỡng nhá. Anh Minh Dưỡng nhỉ? Làm luôn cái phóng sự nhỉ? Vào vào nhà anh chơi. Đây, anh Minh Dưỡng. Đây đang gặp luôn cái cây này. Giờ mới đi triển lãm Hà Nam về. Nhưng mà cây này thì không phải cây triển lãm Hà Nam kìa. Cây phôi. Tí nữa quay cái hàng siêu phẩm này đang này. Cây phôi. Cứ tự nhiên thôi. Cột. Chân này. Làm chân ôm đá. Chân kiểu đúng là móng rồng, móng hổ, móng rồng. Ôm đá được trên lệch. Cây này mình làm lâu chưa anh? Cây này đây là khoảng nếu mà hơn 3 năm. 3 năm. Hơn 3 năm. Từ khi mua về mình xong lại về đến phường. À. Chân làm đẹp quá nhỉ. Mới lấy lại được mấy tháng. À. Cái này mới lấy lại được hơn tháng nay. Điền, điền quý đấy. Chân chân làm rất đẹp. Đây này các bác, nhà vườn của anh Linh Dưỡng này, do vẫn thời gian này ở chỗ quốc lộ 6 nhá, đi đường đi Trường Mỹ ấy. Trường Mỹ vừa nói chuyện với anh ở trong vườn, bây giờ đi tham quan vườn thì rộng quá. Đây là con xanh trị giá 1 tỷ đồng, con Nam Điền của cổ lão đi vừa nói chưa cho đi đâu chơi cả. Cho đi đâu chơi cả. Để bây giờ đi theo anh ấy cái đã. Như cái đặc đào, như cái chữ tâm này. À. Đây, nhìn này, nhìn mé này vào như cái tâm. Bây giờ là gọi nó là chữ tâm hả anh? Hay là... Đây là chữ tâm. Chữ tâm. Mang tính, nhất tâm. Mang tính nhân văn nó cao hơn. Có vẻ là giống với cái... Nó là hình chữ tâm. Mà... Giống với khẩu hiệu của anh đấy. Còn đang phôi nhưng mà tương lai thì sáng quá. Xưa cụ gọi là nhất nhân nhì vật. Cây giống như nhất nhân nhì vật. Những con như thế này là cũng có thể giao lưu đúng không anh? Con này chưa. Chưa. Đẹp. Đẹp quá. Rồi, cứ đi theo anh nha, bây giờ rộng quá, nhiều cây quá. Cây này cũng nổi cốt quý thôi à, bây giờ mấy cây nó còn rẻ. Cốt này cực kỳ mua khôi, cốt này cực kỳ. Chỉ có điền mới có những cái bệ chân như này. Quá kinh khủng nhỉ. U sẹo rồi là. Cái này mà nói là một cốt sau này lập mà phôi nguyên lâu. Chục năm nữa. Chưa xong được, phải vài đời. Chục năm cây này chục năm. Nhưng mà bây giờ lúc... làm nó khác ngày xưa rồi. Cái này giờ cái bây này giờ mình anh em lúc đấy là nó có tư tưởng hết, nó có cái ngày xưa các cụ làm không là kiểu thậm chí không ưng lại cắt đi. Đấy, tiếng đọc trên đục trên chết chết cái kia. Trước thì có cái ý tưởng bây giờ cách làm bây giờ theo người thợ khác có thể ngày xưa là hàng nghìn lông nó còn hai ông làm được thôi. Còn toàn là cái cứ để đi go lên dần dần. Nào có chút tăng thiếu thì mình muốn néo tí. À. Cái này có bệ kia. Vâng. Cái này bệ thì không
như thế này, như thế này mới gọi là vệ trả luôn. Đấy. Ôi giời ơi, một thời gian nữa các anh ấy gom hết cái hàng chuẩn của cái ấy rồi lại đổ xô đi tìm cốt, à đi tìm phôi của sinh quê mà nó quay đi quay lại nó hết cái Nam Điền cốt đẹp rồi thì nó quay lại chuyển quê. Này đáng lẽ mỗi tác phẩm phải quay một cái video riêng nhưng mà không có đủ thời gian. Đấy. Thích nhỉ. Thích quá đi mất. Đây cái chậu cũng đẹp. Chậu cổ đấy. Cái đá lá tròn tròn đấy này. À dưới. Quái vật này, cái đường đục này, kinh đấy. To, toàn cái to, to lắm. Chức hoành, phôi chức hoành, Nam Điền. Mình người ta làm được ba tay gần xong là như này nhé, về thu lại làm lại. Trước đây người ta làm là mình không cắt giật nhiều. 12 này là bị càng cua thì thôi mình về bỏ đỡ đi, lại phải thu vào để giữ lại mỗi tay một chân. Okay. Mặt bên này mình được chiếc mặt chính là mặt bên này, mặt chính là mặt này đường trục diện, còn đây là cây mà là cây trực điển hình đấy. Mình hay gọi là chính trực là đây chuẩn, đây mình gọi là trực. Cái huyền này đẹp này. Quá hay đấy. Mấy cái chân này sau mà nó xong nhỉ. Ôm một hòn đá kia lại như cái chân rồng, móng rồng nó rất thôi rồi. Toàn những cây cái nào tên tuổi trong tương lai này. Cái thác cổ đường đẹp. Đường chảy của mình rất là đẹp. Mà cảm giác rất tự nhiên, cắt giật tự nhiên. Có cái chân này hay nhỉ. Sao nó ôm vào cái miếng này đúng không anh? Đây đang hãm đấy chứ. Sợ nó ăn hãm. Đẹp. Như cây này mà giao lưu ra ngoài thì khoảng bao nhiêu anh? Cây này 100 biển. Đẹp. Đẹp quá. Mình đang dùng phân này anh. Phun phân lợn đúng không? Phân bò. Cái này phân cả phân bò phân lợn khô. Này chắc cũng nhập về chứ đâu, chứ không có ấy đâu. Vâng. Cái này rất tốt cho xanh. Rồi. Đấy một cái huyền nữa, bám đá. Bám đá rất là nghệ thuật. Đấy. Đi xe mặt trước đó.
Đấy. Cái này mình làm lâu chưa anh? Lâu rồi, chục năm. Mình thì mới sở hữu thôi, người ta làm lâu. Đúng rồi. Mình về mình kỳ đá. Thế đây anh về mới làm đá. Nhưng mà vào đá là cũng được một thời gian rồi đúng không? Vào đá cũng được mấy năm rồi chứ. Vâng. Bắt đầu ngậm một nghiếc vào. Này mới thay chậu 12 là cái rễ này nó ít xuống rồi. Đúng rồi. Đấy, lúc mình thay là mình cắt đi gần như là yếu cây. Đây một cây trực đẹp nó cắt ra nhìn phê khủng, hạt to khủng khủng lắm, đang nuôi bầm thở cho nó có u rồi. Cái này như là cũng gọi là trực làng ấy anh nhỉ, lão trực lão này mà có cái như là nắm ngón xuống dâng lên vào tay. Đấy. Đây là phôi. Để ra, ở đây có một đôi anh đôi giống nhau đúng không? Ờ, đôi hoành. Đấy. Đây. Đấy, anh mình dưỡng này. Số và địa chỉ liên hệ các bác nhé. Thì chẳng có cái cây nào là không có đẳng cấp ở đây thì đi ngắm tí. Đẹp. Ra chủ yếu ngắm cái ổi mình thích này. Cái nhánh nào thấy phôi thôi. Da đỏ au. Trồng trên chậu tàu. Đấy. Rất trực. Rất là khỏe khoắn. Rất trực, rất khắc khổ mà lại khỏe khoắn. Có con có cháu rồi. Như con này mà đang giao lưu thì khoảng bao nhiêu anh? Đây một quen đấy. Cây này cây đan điền hạt. Vâng. Dính nó đang phóng rễ xuống. Cũng đang đây trực hoành hay nhỉ. Đây là thế là không giao lưu nhỉ? Biết thích đấy. Chắc có đấy để không phải. Vâng. Nhưng mà nó mua nhiều tiền nó phóng xuống dưới rồi. Ổi thì mình có giao lưu không anh? Là đang giá là như nào để anh em biết anh nhỉ? Con này 14 triệu. 14 đúng không? 14. Da nhìn sướng đỏ. Đấy. Da gì ấy. Hôm nào chú em nhìn cây xanh đan điền của anh mà phá ra thì cũng kiểu này. Ôi trời ơi. Gốc của ác kiểu gì này. Già mới xong rồi. Vâng. Già lắm. Nó phải nu hay cứ phá cái đấy ra là làm cái da. Đấy. Vâng. Sao em ơi? Là hán. Đổi tùng luôn. Vâng. Sao em có số rồi em gọi sao cũng được. Anh em gần Hà Nội.